sản phẩm là rất là quen thuộc với anh em. Nói chung là cái sản phẩm này này không còn xa lạ với anh em mình trong khoảng thời gian năm 2011 cho đến nay. Đó, 9 năm mà em thấy nó đã tồn tại ở Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam. Ngày xưa nó mới về là nó cực kỳ hot. Ngày xưa chỉ là những cái dòng trực tiếp 9 kg, 12 kg. Lúc đó mình mấy triệu một cây. Từ hồ mà đi dòng này về đến giờ cái dòng xuống tiệm nói chung là giảm bớt cái sự trụ thì không còn trụ như lúc trước. Đó. Sau này cũng có những cái dòng BCB mà trụ. Thời gian đầu thì BCB chưa rất là ngon. Nhưng mà sau một thời gian sau á, BCB nó có nhiều cái hiện tượng, có nhiều cái lỗi. Mà tuy mà nhiều anh em không biết á, sữa bậy bạ nó sẽ bị nổ. Cái dòng này vừa hợp túi tiền, giá chỉ có 4 triệu thôi. Nhưng mà nó an toàn. Nông của nó là chiều dài nông của nó là 51 cm, 12 đẳng xoắn, cỡ đạn 400 g.